街わびた Happy Birthday 届かない I love you 今日の君は何をしてるかなずっとそばにいたかったのにな、oh, yeah. いつでも二人はしゃいでた見つめ合ってたね言葉なくても大丈夫そう思えた君とした Truyền hình BTC xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình trò chuyện cùng ngôi sao hôm nay, chúng tôi đã mời được một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng từ nước ngoài về. Đó chính là nữ ca sĩ Liễu Mộng Mộng. Thưa ca sĩ, được biết là con đường đi đến thành công của ca sĩ đã trải qua rất là nhiều thăng trầm. Vậy thì không biết là ca sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả đôi nét về cái tuổi thơ của mình được không ạ? Tuổi thơ của ngộ là dữ dội lắm đó. Nhà ngộ hồi xưa là nghèo lắm, không có tiền lâu. Rồi cuối cùng là ngộ phải đi bán bánh bò đó. Ngày nào mà về mà không có tiền á là ba má la rồi đánh ngộ dữ lắm. Vậy thì nữ ca sĩ đúng là đã có một cái quá khứ rất là khó khăn. Vậy thì không biết là cơ duyên nào mà đã đưa một cô bé bán bánh bò trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Đông Nam Á hiện nay ạ? Thấy nói chung là cũng là một cái may mắn đó, là hôm lo là ngộ đi bán bánh bò mà sao nó ê quá không có ai chịu mua cho ngộ hết trơn hết trời đó. Rồi không biết sao ngộ ngồi ngộ phôn coi ngộ hát thôi, ngộ hát có mấy câu người ta bu lại mua hết trơn bánh bò của ngộ. Vậy là ngộ có tiền đó, rồi sau ngộ về ngộ lấy tiền bán bánh bò, ngộ đi ăn dịch quay Bắc Kinh. Cũng tình cờ trong số đó là có cái lão diễn á, lão diễn Âu Dương Trân Hòa đó, là phát hiện ra ngộ. Vậy là lân lỡ cho ngộ, giúp lỡ ngộ rồi đào tạo thêm đó, để cho ngộ phát triển cái sự nghiệp hiện tại của ngộ. Thì ra là đó là đã một cái cơ duyên của nữ ca sĩ đã trở thành một người nổi tiếng như hiện nay. Xin cảm ơn lời chia sẻ rất chân thành của ca sĩ Liễu Mộng Mộng. Thưa quý vị khán giả, quá khứ là tiền đề của hiện tại. Câu chuyện của ca sĩ Mộng Mộng đã cho chúng ta thấy những khó khăn trong quá khứ lại chính là động lực và nguyên nhân để chưa đưa chúng ta đến thành công của hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng ta đã trò chuyện với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Liễu Mộng Mộng. Và sau đây xin mời quý khán giả hãy lắng nghe những tâm sự ngày ấy bây giờ của những ngôi sao khác. Hôm nay Như rất là vui khi mà Vitesco tổ chức sinh nhật cho Như. Đây là năm đầu tiên Như tham gia, Như gia nhập vô tập đoàn Vitesco và rất là hạnh phúc, rất là hồi hộp khi mà được tổ chức sinh nhật chung với tất cả mọi người trong tháng 9 nè, rồi còn được quay phim nè, rất là vui. Như nhớ là hồi nhỏ lúc mà 2-3 tuổi gì đó, đó là Như nghe kể là Như bị suy dinh dưỡng độ 3 lần. Ông nhớ nhất đó, kêu ăn cái gì cũng không ăn hết trơn á, đúng không, bộ cũng không chịu ăn đâu. Mà sao giờ lớn mà mập ú cái gì cũng ăn, nó ăn nhiều nữa, ham ăn. Lúc mà còn bé xíu quá dễ thương hơn, nhưng mà lúc giữa giữa
già hơn. Ngày xưa thì lúc mà còn học phổ thông thì sinh nhật thì không có tổ chức gì hết. Chỉ cứ khi học phổ thông xong rồi á thì mới được một vài người bạn tổ chức sinh nhật cho. Thì nhưng mà đặc biệt là chỉ có con trai tổ chức sinh nhật cho thôi. Chứ hầu như là cũng ít chơi với con gái. Vậy bây giờ khi sinh nhật tới thời điểm này thì có nhiều bạn trai quan tâm nữa không? Nhiều nhưng mà là bạn chứ không có ai đặc biệt. Yes, so it's very obvious when I was a child. I'm so small. Now I'm bigger. Of course, before I don't have glasses. Now I have glasses. In terms of my thinking, of course, when I was a child, I'm very simple. It's easy to make me happy. Now I'm very difficult to make happy, to be happy. Là cứ hồi đó là nhà ở chung cư. Đó là cứ buổi trưa là người ta ngủ hết rồi, mình đi học về. Đó là cứ đi bấm chuông. Đúng rồi, cái nhà nào mà có chuông mà biết là tiếng nhà nào mà giữ thì dân mới bấm, còn nhà nào hiền thì dân không bấm. Cái là nhà nào mà hay la ấy là thích bấm. Thế là bấm rất là chiều về là mấy người đó là tập trung bấm vô muốn mày. Lớn lên thì nói chung là người nào cũng lớn lên thì nói chung là đầm tính một tí, với lại cái nghề của mình thì cũng cần sự đầm tính đó, cũng nên không phá như ngày xưa. Không, dịu dàng thì không hẳn là dịu dàng mà nói chung là tính mình nó sẽ không nông nổi như ngày xưa nữa. Hơn 3 triệu. Vậy là lời được chút xíu rồi. Khi giờ mà cậu bé thì đối với sinh nhật là chỉ có là ăn bánh, được mọi người dẫn đi chơi. Còn bây giờ thì lớn rồi chắc mình phải dẫn người khác đi chơi nữa. Hồi đó đồng chơi với bạn con trai không mà, cho nên chơi những cái trò là chủ yếu là trò của con trai chứ không có trò của con gái. Giống như là gì hả chị? Bắn bắn bi với lại chơi dụ. Hôm nay là dịu dàng rất là nhiều. Ai cũng chính điều đó chứ ha. Hồi xưa là tóc tén quần đội quần sọ không à. Nay là rất là dịu dàng rồi. Khác hồi trước nhiều lắm. Hồi trước á thì giống như bụ non vậy á. Còn giờ thấy sao càng ngày càng nhí nhẩn. Nhỏ mình là một cô bé rất là hiếu động cho nên là thường xuyên bị đánh đòn. Bị ba đánh đòn do cái tội là trốn ngủ trưa. Mình rất là hay trèo leo. Trèo leo rồi chơi những trò của con trai cũng không hẳn là thay đổi hoàn toàn, nhưng mà mình cũng muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng cho nên cũng cố gắng học hỏi những các cái cử chỉ dịu dàng. Chắc là cái hôn mà đưa hình cho nhân sự á, mọi người không có đoán ra đâu. Tại vì không biết đến thời điểm này đã được công bố hay chưa thì không biết. Nhưng mà nếu mọi người nhìn hình mình hồi xưa á, thì không ai nói mình là con gái hết. Trông hơi giống con trai nhưng... Khi mà nhỏ thì ba mẹ thì đi dạy, chỉ có hai anh em nhà thôi. Thì ở bên kia sông thì cũng có hai chị em đó, thì hàng ngày thì hai anh em bơi qua chơi với hai chị em thì chơi cũng vui đồ này nọ, thì hai người anh chị đó mới bắt đầu cắt lại kêu hôn nhau, kêu hai đứa em hôn nhau. Thì nên là hai đứa cũng đâu biết gì đâu thì cũng hôn luôn đó, nhưng mà thì cũng kỷ niệm hồi nhỏ hồi đáng nhớ nhất là kỷ niệm đó. À, đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Lần đầu tiên là biết hôn phụ nữ. Hồi rất là nhỏ. Rất là phê. Hồi xưa là dù như đi chơi mà không bao giờ dám chủ động nắm tay bạn gái hết. Bạn gái nắm tay mình. Cái là bạn gái kêu làm gì thì làm đó, chứ không ai dám làm gì hơn. Nhỏ thì chị là như thế nào? Ôi lúc đó thì chị giống con trai. Giống con trai lắm hả chị? Có những lúc trời mưa á. Dạ. Thế là cầu tuột, lúc đó làm gì có cầu tuột, chỉ có cái khu trường học á, là gạch bông là đẹp lắm rồi. Thế là chơi cầu tuột bằng cái cách là
là tưới nước mưa lên trên sàn gạch bông của cái sân trường ấy. Thế là tuột, đứa này đẩy đứa kia tuột. Thế nhưng mà nó cái người cái đồ mình nó còn dính đó, thì nó sẽ tuột ít. Cho nên là mạo dạng mạo dạng không mặc quần luôn, tuột luôn. Đứa nào cũng vậy đó. Đó là một cái rất là vui. Rất là năng động hả chị? Rồi còn đá banh nữa nè, chơi những trò chơi gì của Nam là mình không bao giờ mình thua bọn Nam hết. Rất là nam tính. Đó là nam tính. Nhưng mà khi mà chị thấy là phụ nữ rất là thành đạt rồi thì còn nam tính hay không, hay là đôi khi cũng nam tính. Tại mình cũng thích chơi với phụ nam hơn là phụ nữ. Huỳnh rất là vui vì năm nay sinh nhật của Huỳnh thì được đài truyền hình BTC đến nhà quay hình để gửi lên đến các anh chị để tham gia cùng sinh nhật với các anh chị. Nhân cái sinh nhật này thì thật ra Huỳnh rất là xúc động khi mà mọi người đến và quay hình như thế này. Huỳnh xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Vài ngày nữa Huỳnh sẽ đến làm việc lại rồi và sẽ gặp lại nha. Hôm nay ăn nhớ chưa nhé. Chào mẹ nè, mẹ mới ngủ dậy nè, mấy cô mấy chú ơi. Không phải mẹ mới ngủ dậy đâu, mẹ dựng mẹ dậy để chụp hình cho mọi người coi đó. Hồi nhỏ đó Huỳnh ốm mà cao lắm, cao thiệt là cao luôn vậy đó. Xong cái gần hôm cái mình leo trên cây trứng cá đó, mình đạp phải cái cành mà mình rớt xuống cái giờ nó lùn như giờ đó, chứ không là còn cao thi qua hậu được luôn đó. Con bé luôn ham chơi, mẹ cha đi chơi đâu thường hay thích theo cùng, lép lúc khóc lóc cho dù biết không cho đi, mẹ và cha hay trêu tôi là con út khóc nhè. Ngày ấy như bao vần thơ và một bao ước mơ, bầu trời xanh đang đến như theo cùng bước chân, hạnh phúc vui trong tầm tay bao người thân mến yêu. Tôi dối thế nào, có khi đi đâu không thèm nói với ai, nên càng là to bao nhiêu lại càng chịu đánh bay nhiều. Ngày ấy qua đi thật mau, bây giờ sao thấy nhớ, chuyện ngày xưa vẫn đây đã không còn bé.